kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, trên một số diễn đàn và mạng xã hội, xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống một người đàn ông đi xe máy ngang nhiên chặn đầu và ép lùi một xe công vụ biển số 80 đang báo hiệu còi và đèn đi làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Ngay lập tức, đoạn clip trên đã thu hút được đông đảo sự quan tâm, bình luận của cộng đồng, đặc biệt là các tài xế và thậm chí xảy ra cả những tranh cãi trái chiều về hành động này. Sáng ngày 19 tháng 12, trên một số diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đang chặn đầu một ô tô biển xanh và ép xe này phải lùi lại, đi đúng chiều đường. Đáng chú ý, chiếc xe Toyota Land Cruiser biển xanh này đang phát tín hiệu ưu tiên, đèn nháy, còi hụ. Tuy nhiên, người đàn ông đi xe máy vẫn rất cương quyết không nhượng bộ, dựng xe chắn trước đầu xe, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay. Tình huống trên được cho là xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 12 trên tuyến phố Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngay lập tức, đoạn clip trên đã thu hút được đông đảo sự quan tâm bình luận của cộng đồng, đặc biệt là các tài xế và thậm chí xảy ra cả những tranh cãi trái chiều về hành động này. Phần đông ý kiến cho rằng hành vi cố tình chặn xe biển xanh của người đi xe máy là sai và hết sức liều lĩnh, bởi chiếc xe biển xanh này được trang bị đèn nháy còi hụ là tín hiệu được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông, trong đó được phép đi ngược chiều vừa đèn đỏ. Bình luận trên diễn đàn Auto Fan, tài khoản Hữu Dũng cho rằng cố tình cản trở xe ưu tiên lại còn lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng, cứ tưởng vậy là ngầu. Đồng tình với ý kiến trên, tài khoản Đình Nam bình luận. Ông chú đi xe máy chắc tưởng xe người ta đi ngược chiều nên cố ý chặn lại chỉnh, nhưng lại vô tình thành cản trở xe ưu tiên rồi. Xe ô tô người ta lùi lại có thể là không muốn dây dưa mất thời gian mà thôi. Tài khoản Hưng Nguyễn bày tỏ quan điểm. Kể cũng liều thật, chưa tính đến đúng hay sai, nhưng lấy xe máy để chặn đầu ô tô. Đúng là quá nguy hiểm. Nếu đúng là xe ô tô đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp mà can trở như vậy, nhỡ tai nạn thì xe máy thiệt đơn thiệt kép. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng chiếc xe biển xanh có còi hú đèn nháy trong clip chưa chắc đã phải là xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ và hành động chặn xe của người đàn ông là không sai tài khoản cho so hùng nhận định chưa biết xe biển xanh kia có phải là xe được ưu tiên theo luật hay không nhưng nếu đường không quá đông thì sao không chạy đúng chiều mà băng hẳn qua giải phân cách sang làn đường ngược lại sau khi bị chặn ô tô phải lùi lại chứng tỏ có gì đó sai thì mới phải lùi Tài khoản Gia Hân nêu ý kiến, không phải cứ biển xanh và bật còi hụ thì muốn đi sao cũng được. Chiều đường ngược lại cũng rất đông mà đi kiểu đấy khó có thể an toàn được. Thông tin về vụ việc, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay trong buổi sáng ngày 19 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông đã nắm bắt được thông tin về vụ việc trên đang gây xôn xao trong cộng đồng và đã giao cho đội Cảnh sát Giao thông số 2 10 người lái xe máy lên làm việc. Kết quả làm việc sẽ được thông báo sau. Vụ việc trên cũng khiến cho nhiều người nhớ tới vụ nam thanh niên ngang nhiên chặn đầu đập vỡ kính xe cấp cứu đang chở bệnh nhân xin vượt ở Trà Vinh hồi tháng 6 vừa qua. Theo đó vào chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh, thấy có hai xe máy chạy cùng chiều phía trước, tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước, sau đó nhóm người này chạy theo. Khi đến gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, ở phường 7 thành phố Trà Vinh thì nhóm này chặn xe cấp cứu, dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe rồi bỏ chạy. Vụ việc được camera của người đi đường ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Nhận được tin báo, công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh, đồng thời ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kinh chắn gió trước và bên hông tài xế, gương chiếu hậu, cốp đầu xe. Qua quá trình thu thập thông tin vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập Hà Quang Danh, Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, ngụ ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, và Huỳnh Thúy Nhi, 24 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh đến làm việc. Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng. Tại tòa, Danh và Chi nhận tội và tỏ ra hối hận về hành động của mình. Các bị cáo cũng đã tự nguyện khắc phục hiện hại. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Danh 18 tháng tù, Mỹ Chi 9 tháng tù. Liên quan tới vụ việc trên, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc khi nào xe ưu tiên được đi ngược chiều và trường hợp cản đường xe ưu tiên bị xử lý thế nào. Để có lời giải đáp cho câu hỏi này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo dõi vụ việc, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo thông tư 24/2023/TT BCA của Bộ Công an về biển số xe cơ giới, Xe biển xanh là loại xe ô tô gắn máy thông thường được gắn biển xanh để thực hiện như một loại xe chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Xe biển xanh gắn biển số có nền màu xanh, chữ số trên biển có màu trắng. Khoản 1, Điều 22 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi đi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, Xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đoàn xe tang. Theo khoản 3, điều 22 Luật Giao thông đường bộ cũng nêu rõ, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Ông Lực nói, những xe ưu tiên nêu trên trừ đoàn xe tăng khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cơ, đèn theo quy định, không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Luật sư Quách Thành Lực cho biết, xe biển xanh được quyền ưu tiên, trong đó có quyền đi ngược chiều nếu đáp ứng điều kiện xe đang đi làm nhiệm vụ và xe bật tín hiệu của xe được quyền ưu tiên như còi, cờ, đèn. Luật sư Lực cho hay, Lưu ý, không phải tất cả các loại xe biển xanh đều được ưu tiên khi tham gia giao thông, mà chỉ khi những chiếc xe đó đang thực hiện nhiệm vụ, phát tín hiệu xe ưu tiên thì mới được quyền ưu tiên. Theo luật giao thông đường bộ 2008, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100-2019-NDCP, sửa đổi tại Nghị định 123-2021-NDCP. Mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với xe máy và 2-3 đến triệu đồng đối với ô tô. Trường hợp cản trở xe ưu tiên dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như gây ra thiệt hại về người và tài sản thì người cản đường xe ưu tiên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn tới hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Theo thông tư 24-2023 TTBCA của Bộ Công an, xe có biển màu xanh cấp cho các cơ quan của đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội các cơ quan của quốc hội văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân các cấp các ban chỉ đạo trung ương công an nhân dân tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân các cấp các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện tổ chức chính trị xã hội mặt trận tổ quốc việt nam công đoàn việt nam đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội cựu chiến binh việt nam hội nông dân việt nam đơn vị sự nghiệp công lập trừ trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước biển số nền màu xanh chữ và số màu trắng có ký hiệu cd cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh. Thưa quý vị, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ clip người đàn ông chặn đầu xe biển xanh trên phố Trần Phú. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.